chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Xiaomi Black Shark 4 Pro. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành test hiệu năng ở trên sản phẩm này. Và chiếc Black Shark 4 Pro này là một chiếc smartphone gaming đến từ Xiaomi. Và năm nay thì nó là một sản phẩm lột xác hoàn toàn về phần thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm. Nó bớt hầm hố hơn, cũng như là có một cái màn hình đẹp hơn này, và viền nó cũng mỏng hơn. Và về cấu hình phần cứng ấy, thì chiếc Xiaomi Black Shark 4 Pro năm nay nó sẽ được trang bị con chip, đó chính là Snapdragon 888 của Qualcomm, đi kèm với dung RAM với các phiên bản bao gồm 8 này, 12 và 16GB. Với dung RAM thì cực kỳ lớn rồi, và chuẩn là LPDDR5, bộ trong là 256 hoặc là 512GB với chuẩn là US 3.1. Và trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi test hiệu năng xem là với chiếc smartphone gaming đến từ Xiaomi này thì nó có đem lại hiệu năng chơi game như thế nào nhé. Và bạn nào muốn tham khảo chiếc Xiaomi Black Shark 4 Pro này thì có thể truy cập link mình để bên dưới phần mô tả, tham khảo tại điện2hay.vn. Và bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem cái điểm số AnTuTu đạt được của chiếc Xiaomi Black Shark 4 Pro với con chip Snapdragon 888 thì nó lên tới là 748.000 điểm này. Điểm CPU đạt được là 192.000 và điểm GPU đạt được lên tới là 323.000. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào cái tựa game PUBG Mobile đầu tiên nhé. Ok, mình đã vào bên trong cái tựa game PUBG Mobile thì mình sẽ cho các bạn xem phần đồ họa thể hiện được, thì chắc chắn là nó có thể bật lên mức là Ultra HD rồi. Tuy nhiên thì frame rate nó vẫn chỉ ở mức là Ultra thôi, tức có nghĩa là các bạn sẽ có thể chơi được tầm trên 40fps. Đó. Và mình sẽ bật tính năng khử dòng cưa lên. Đó. Ok, mình sẽ chơi với mức đồ họa cao nhất mà cái chiếc máy này thể hiện được nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào đấu thử một trận. Ok, mình đã vào bên trong trận đấu ấy, thì đây mình sẽ test pin luôn. Hiện tại nó đang là 56% pin này. Thời gian hiện tại bây giờ đang 7:47 thì mình sẽ chơi trong vòng 10 phút. Mình sẽ thử xem cái nhiệt độ luôn nhá. Nhiệt độ của nó thì hiện tại đang là 36 độ C. Đó. Mình sẽ nhảy xuống khu vực Joe Hawk luôn. Rất là mượt mà các bạn ạ. Mình xem cái mức đồ họa hiện tại nhỉ. Nó đang là Ultra HD. Tuy nhiên thì không có hiện tượng đổ bóng nhỉ. Shadow bật rồi mà. Nhưng mà bóng thì không thấy nhỉ. Nó không như cái chế độ HDR. Ui, mù mắt. Gì vậy? Mình sẽ xem cái nhiệt độ. Hiện tại nó đang lên đến 38 độ C rồi, 37 rồi. 37 độ C rồi. Lúc đầu vào game là 35 độ, bây giờ đã vào lên đến 37 độ. Với Ultra HD thì các bạn có thể nhìn thấy này. Cái hiệu ứng thời tiết ánh mặt trời lên rất là chói chang. Nên làm X3 thế nhỉ?
Nói chung là năm nay thì hiệu năng của chip Snapdragon 888 này nó cực kỳ là ngon. Tuy nhiên thì có một nhược điểm, một điều đó chính là nó bị nóng, nóng nhanh. Mình đã dùng ở trên nhiều con smartphone chỉ chip 888 rồi mà mình thấy cái hiện tượng nóng đấy nó xảy ra là có. Nhưng mà đồ họa khi mà chơi game thì không có gì để chê cả các bạn ạ. Cực kỳ là xịn, cực kỳ là nét. Và chiếc máy này lại còn có loa kép nhé. Loa kép stereo các bạn ạ. Cho nên là nghe âm thanh rất là tốt. Lại còn được chứng nhận Hi-Res Audio nữa. Không nhảy được à? Ok, mình sẽ thử xem lại nhiệt độ. Hiện tại nó cũng đã ấm ấm lên rồi. Đến 39 độ C rồi này. Gần cũng cao này, lên đến 39 độ này. Đó. Ok.
Nói chung là chiếc máy này thể hiện cũng mát đúng không? Cái này nó có cái chế độ kiểu tường lửa hoặc là cái gì nhỉ, hoặc là ném quả cầu để ping vị trí giống kiểu Hack World. Ok, nói chung là nó chơi rất là mượt. Sau khoảng 10 phút mình chơi game PUBG thì nó tụt khoảng 3% pin từ 56 còn 53. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tựa game Liên Quân Mobile nhé. Bốn viên barrel chết luôn. Ok, mình sẽ chuyển sang cái tựa game PUBG Mobile. À, xin lỗi các bạn, Liên Quân Mobile. Ok, mình đã chuyển sang cái tựa game Liên Quân Mobile ấy. Mình sẽ cho bạn xem phần đồ họa nhé. Chắc chắn là nó có thể max setting được rồi. Từ frame rate bật được 2 này, chất lượng hình ảnh, chất lượng chi tiết và độ phân giải HD đều được bật ở mức cao nhất, max nhất. Bây giờ là mình sẽ vào đấu một trận nhé. Ok, mình đã vào trong game. Và trước khi đi đường thì mình sẽ test luôn nhiệt độ một chút. Scan chút nhiệt độ thì hiện tại nó vẫn ở mức là 39 độ C ở khu gần cụm cam này. Đó, 39 gần 40 độ. Phần bên dưới đây thì nó mát hơn một chút này. Đó, thì nó chỉ có 34 đến 36 độ thôi. Ok. Mình sẽ đi đường. Chết rồi. Không ai support trên này thì chết rồi. Hai anh kia là dạ chết. Hay. Chết rồi, quả này thì chết rồi. À không, mày có tốc biến. Mày vẫn có tốc biến. Hay quá. Cho mình về hồn máu cái đã. Nói chung là mình chỉ có test nhiệt độ với pin thôi, chứ còn về hiệu năng chơi game thì không có gì phải bàn cãi rồi. Mình không muốn nói nhiều đâu. Các bạn nhìn thấy chất lượng chi tiết, hình ảnh, các thứ đồ họa lên thì hiện cực kỳ đẹp. Ông này bị dở. Đứng im để trụ bắn. Đẩy nhanh. FPS ở mức 61. Hay. Just give up.
Chết rồi, con này là chết hẳn luôn. Ai support mình nhờ, cái thế nhờ. Cứ đẩy xong cái đường này nè. Rồi tính. Lùi. Không đùa được với con ấy này được. Úi giời ơi, vì ông chạy nhanh thế, mình ra support mà. Úi giời ơi, sừng nó xanh rồi đấy, 4 mạng rồi. Đẩy trụ đi các bạn ơi. Gì đấy, hình như một tên lại chết rồi. Đúng thật. Úi dồi. Ơ, cái gì vậy? Đang mua đồ ấn nhầm vào cửa hàng. Ok à, sau khoảng 20 phút mình chơi game rồi thì mình sẽ xem cái nhiệt độ nhá. Nó vẫn chỉ có dao động mức là 39 độ C thôi. Nóng nhất là gần cụm cam này nó cũng chỉ có 39 độ thôi. Còn mát nhất phần bên dưới này thì cũng chỉ có 36, 37 độ, 35, 36, 37 độ. Đó. Nói chung là nó chỉ ấm ấm nhẹ lên trong quá trình các bạn chơi thôi. Không khó chịu mấy đâu. Nó là nóng nhưng mà mình thấy thì cũng không đến nỗi mà nóng quá khó chịu. Ok, và đó là hiệu năng chơi game của chiếc Xiaomi Black Shark 4 Pro. Và nó cũng giống như bao chiếc máy chạy con chip Snapdragon 888 khác mà thôi. Còn các bạn nghĩ sao về hiệu năng chơi game của Black Shark 4 Pro thì xin mời hãy lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.